Đây là những cái bạch quả được ngâm ở trong nước cho cái vỏ ngoài của cái trái nó mềm, dễ tách ra từ cái hột. Và đây là những cái hột đã được tách ra từ cái vỏ trái, nhưng mà nó vẫn chưa có được sạch, cho nên chúng ta cứ phải lựa nó ra. Chúng ta phải lựa nó ra như thế này, hầu hết là nó như thế này. Đã tách ra khỏi cái phần trái ở bên ngoài rồi. Tách ra khỏi phần trái bên ngoài rồi thì chúng ta chỉ lựa ra, xong rồi rửa sạch và đem rang hoặc luộc. Đây là cái phần hột đã được tách rời ra. Những cái hột này được rửa sạch để cho ráo nước rồi đem rang hoặc là luộc. Khi rang hoặc là luộc thì cái vỏ cứng của cái hột này nó sẽ mềm ra để cho chúng ta dễ mà tách rời cái phần ruột ở trong và cái vỏ ngoài. Đây là cái hột bạch quả ở phía bên trong cái trái sau khi được ngâm nước và đã tách rời ra từ cái trái. Cái hột này bây giờ được rửa sạch và để ráo nước, sau đó thì sẽ tách rời cái vỏ cứng ra và chúng ta sử dụng cái phần ruột ở bên trong. Đây là hai cách để mà lấy cái ruột của cái hột bạch quả ra. Cái này là rang lên khoảng 5 phút cho tới cái hột phía ngoài thấy nó bắt đầu có lốm đốm màu nâu thì tắt lửa để nguội. Xong thì ta lấy một cái chày nhỏ hay là cái cán dao đập lên cái vỏ, nó sẽ tách ra và cho chúng ta phần bên trong là cái màu xanh như thế này. Cái này là luộc lên cũng khoảng 5 phút để nguội. Cũng vậy, dùng cái chày nhỏ hoặc là cái cán dao đập lên cái vỏ rồi cũng lấy phần ở trong ra màu xanh như thế này. Cái đó là cái phần mà ta dùng để nấu nướng. Còn nếu như quý vị chưa sử dụng tới thì chúng ta sẽ bảo quản bằng cách bỏ vào trong bọc ni lông, để vào tủ đá thì chúng ta giữ được một năm cho tới mùa bạch quả năm sau.